đi qua Nhật này nọ kia, bạn thấy Nhật nổi tiếng gì? Không biết gì á, thư ký cầm bàn, tự nhiên nó ngồi làm bàn à. Thấy chưa? Thấy chưa? Thí dụ mình đi qua nước nào đó thì mình phải có tiền của nước đó chứ, mình mới xài được. Má là tiền nhiều nước quá giờ biết Nhật đâu trời chút lửa mấy em. Đọc tiêu rồi ta. Nhớ tiền Nhật anh còn nhiều lắm, sao giờ toàn tiền đô không vậy? Đô đô la, Hồng Kông, đô Úc, tù lưa vậy? Có khi nào để nhà mấy đứa nhỏ lấy xài nó xích gì không trời? Thiệt quá, nó không biết tiền là gì đâu. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Ngày hôm nay Duy sẽ đổi chủ đề cho nó lạ mà. Đó, bất động sản hoài thì người ta chửi hả? Em trưa nay có một đồng chí comment trên trển, nó là anh Duy ơi đừng có chỉ bất động sản cho tụi nó nữa, để cho tụi nó ngu đi, để cho tụi em có tiền mua nhà. Nên nó thật sự cũng hơi bị khó bạn, này nhiều khi bất động sản sao hôm nay lên có hai liều luồn cái dư luận trái chiều. Một bên đó thì kêu anh Duy chỉ ơi, cho em có kiến thức này nọ kia, bên kia nó chỉ cho tao làm cò rồi mới chỉ nha mày. Rồi giờ sao? Nên thôi tạm gác chủ đề bất động sản, hôm nay qua chủ đề du lịch. Này hộ chiếu quyền lực nha. Hộ chiếu quyền lực. Chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta phải có cái hộ chiếu. Có hộ chiếu mới đi được nha các bạn. Hộ chiếu nó giống như là chứng minh nhân dân vậy đó, giống như là căn cước công dân. Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ đề cập chủ đề là chúng ta đi du lịch Nhật Bản. Du lịch Nhật Bản đó. Tại sao chúng ta phải đi du lịch Nhật Bản và cái cách xin visa đi du lịch Nhật Bản là gì? Tại sao đi du lịch Nhật Bản? Tại Nhật Bản đẳng cấp. Wow. Nhật Bản nó giàu. Nhật Bản G7. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần du lịch Nhật Bản. Thêm cái nữa, Nhật Bản lao động của Việt Nam nó nhiều nữa. Là gì? Xuất khẩu lao động Nhật Bản một tháng kiếm được nha, không biết kiếm nhiều nữa mà không thấy nhỏ kia nó xuất khẩu lao động Nhật Bản, nó về nó gửi cho nhà nó đâu một tháng 30 triệu á. Wow. Đi đâu mấy năm, 3 năm 4 năm như vậy giờ xây được nhà rồi. Wow. Thầy nói về Nhật Bản, Việt Nam á chứ Nhật Bản ân quán tình thù nhiều lắm mấy bạn. Giờ hỏi một câu nè, Nhật Bản có quýnh Việt Nam không? Yes. Có. Hồi thế chiến thứ hai Nhật Bản quýnh nguyên cái châu Á luôn, trong đó có Việt Nam, có quốc Việt Nam luôn, có gây ra nạn đói 2 triệu người luôn, khổ lắm mấy bạn. Đó là thời chiến tranh đó. Vậy thì sau này Nhật Bản có giúp Việt Nam không? Cũng có luôn. Giờ Nhật Bản đầu tư Việt Nam khá nhiều, hỗ trợ Việt Nam rất là nhiều trong những cái vấn đề khác của xã hội, của kinh tế. Nó bởi vì giữa Việt Nam với Nhật Bản là ân oán tình thù mà sao, chiến tranh đã qua đi rồi, khép lại quá khứ hướng tới tương lai, hòa bình hợp tác phát triển ABC. Thì bây giờ cái nền kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản có được những cái sợi dây kháng khích đúng không? Mình có được những quyền lợi Nhật Bản, nói chung Nhật Bản giờ chơi cũng tương đối rất đẹp chúng ta. Mà hôm nay có một sự cố cũng tương đối nó hot hot vụ sông Đuống á. Nó thì bạn có thể tìm hiểu báo chí này nọ, nó phản ánh vấn đề về sông Đuống nó bị gì đó, nó bị ô nhiễm. Đó thì giờ phái đoàn Nhật Bản hay công ty Nhật Bản gì đó, công nghệ nano nano gì đó không biết nữa, để làm sạch sông Đuống nhưng mà tới lưu xuân người trời chưa sạch. Đó, để mình dẫn thêm một số chuyện của Nhật Bản cho các bạn hiểu. Nhưng mà đó là những lý do mà chúng ta chưa xác định được có đi Nhật hay không đi Nhật. Nhiều nước quá sống đi mà phải đi Nhật. Nói thật sự với bạn, như nói một câu vậy nè, các bạn đi du lịch nó phải có yếu tố thương mại. Cái đó là quan điểm của Duy nha. Nhưng mấy thằng Bali, Ba Lũng này nọ, thật sự với bạn nó thật sự mà nói tận đáy lòng luôn, mấy thằng Đông Nam Á có gì để đi hết á. Không có gì để đi, mặc dù đi Đông Nam Á là cần hộ chiếu đi được rồi, ngay cả Singapore. Vậy thì tại sao mình phải đi Đông Nam Á? Cái nào nó nhỏ thôi nha, đừng kể tùm lum nha ông nội. Này nói chung là anh em mình tâm sự thôi. Cuộc đời ai chả có gái đúng không? Ai chả có bồ đúng không? Thì bây giờ mình dẫn bồ đi Đông Nam Á cho nó rẻ, đỡ tốn tiền, nó có hộ chiếu đi được à. Đông Nam Á chỉ cần hộ chiếu là đi. Còn những nước khác phải cần có visa để đi, đúng không? Thí dụ như anh Duy Nguyễn xin visa cho mình nó dễ. Nhưng mà Đào của Duy Nguyễn này nó xin visa nó hơi khó mà mẹ. Đâu phải ai xin cũng được, đúng không? Thí dụ như Đào đâu quen ở đâu ở Thanh Hóa, Nghệ An hay là gì gì đó rồi, thủ tục visa nó khó khăn lắm. Đó. Nên á, khi du lịch á, tùy vào cái điều kiện chúng ta thì chúng ta chọn du lịch ở cái chỗ nào, còn cảnh ở đâu cũng đẹp hết bạn. Nếu mà nói du lịch gì cảnh đẹp á thì
thật sự tôi thấy nước nào cũng đẹp hết, nước nào xấu đâu, không nước nào xấu hết á. Đó. Nhưng mà đối tượng người xem của Duy Nguyễn là đối tượng tuổi trẻ đúng không? Đối tượng tuổi trẻ, đối tượng nói chung nó cũng thành công có, tập gym có. Mà tập gym mà càng phải đi du lịch nữa. Đấy chi để khoe body Việt Nam, à, tao Việt Nam nè, tao tuổi trẻ nè. Tưởng ngon chưa? Ủa nhìn nó tưởng đâu mình là gì? Hàn Quốc. Nhìn nó tưởng đâu mình oppa. Thôi đâu có ra đường tưởng như Việt Kiều không bạn? Nó Việt Kiều chắc ngon bằng tôi nha. Đó. Nhìn ủa mày Hàn Quốc hả? Trời đất ơi, Di đi qua Ý cái nó tưởng đâu Di Korea không bạn? Nói ai Di Korea? Nói No Korea. Nói ai Việt Nam Mỹ? Đó. Ghê chưa? Nó tưởng đâu mình Korea không? Tại sao nó tưởng mình Korea? Vậy là khi mà cái vị thế của Việt Nam mình đó, đi ra nước người ta đó, nó luôn đánh giá mình thua Korea. Má nhìn mình nó nói chắc này nhìn ngon vậy chắc Korea rồi. Ức chế bạn, quê bạn, tự gái chứ bộ. Thì bây giờ mình nói qua cái hộ chiếu của Việt Nam. Mỗi công dân Việt Nam đều có thể xin được cái hộ chiếu này ở địa phương các bạn. Cục xuất nhập cảnh tên ta. Ở dưới Sài Gòn nó khác, nói chung dưới quê bạn, bạn tỉnh nào về dưới xin hộ chiếu đi. Có được cái hộ chiếu giống như chứng minh nhân vậy đó. Cẩm này đi ra đường mất, xin lại. Không mất chứng minh nhân, ok. Thật là đáng buồn. Cái hộ chiếu chúng ta là vị trí cũng khá thấp đó bạn. Cái hộ chiếu chúng ta là vị trí khá thấp. Là do có những cái vấn đề mà càng nói càng thêm buồn, thôi khỏi nói đi. Đó. Nên cái hộ chiếu Việt Nam này khi đi xin visa nó hơi bị khó. Nó hơi bị khó. Và khi chúng ta cầm cái hộ chiếu này đi ra nước ngoài đó, cái vị thế chúng ta cũng hơi bị yếu nữa. Vậy thì á, mình làm sao á, mình đi ra nước ngoài á, mình cái cách mình cư xử, mình hành động sau đó để cho mình đừng có làm nhục quốc thể Việt Nam. Cái điều đó quan trọng nhất mà Duy muốn nói với các bạn. Từ lời ăn, tiếng nói, từ ngôn phong, từ cử chỉ, từ điệu bộ và cách xài tiền nữa. Vậy thì tại sao trong tất cả các nước đi du lịch mà Duy không làm video? Duy làm Thái Lan, Mã Lai, Sinh đâu Duy đâu làm đâu. Indo Duy đâu làm đâu. Philippines đâu làm đâu, là Campuchia đâu làm. Đúng không? Làm Thái Lan, tại Thái Lan nó gần như Việt Nam. Thì giữa Thái Lan và Việt Nam mang tính chất cạc hẻ khá cao. Nên Duy làm về Thái Lan, bây giờ Duy làm về Nhật. Nhật hoặc Hàn cũng được, nhưng mà Duy thích Nhật ha. Nó là quan điểm cá nhân nha. Các bạn thích Hàn thì đừng có đam Duy nha. Duy thích Nhật ha. Nhật là đối với Duy là một nước G7, là một cái xã hội văn minh tiến bộ, mà một xã hội sạch sẽ, đẹp đẽ. Đó, một cái xã hội Nhật là một cái xã hội kiểu mẫu mà Duy thấy Việt Nam mình nên nhìn theo cái hướng đó để phát triển. Thật sự khi mà bạn qua Nhật rồi đó, cái cảm xúc bạn đến Nhật là mình nhìn mình khó chê nó cái gì lắm bạn. Khó chê lắm thật sự đó. Nó không phải cuồng Nhật nha, không phải cuồng Nhật nha các bạn. Cái này là sự thật, không có cuồng Nhật gì cả. Duy không có cuồng nào, Duy chỉ cuồng Việt Nam thôi. Nhưng mà tánh Duy nó khách quan. Người ta mạnh cái điểm nào mình phải thừa nhận. Chứ không có chơi mà đi qua nước người ta cầm cái máy quay vô bãi rác quay, à mày có rác nè. Cái đó không chơi được các bạn. Cái đó chơi cái đó là không có quân tử nha. Cái đó là Duy đánh giá chơi vậy không quân tử. Đi qua Nhật chắc chắn phải có visa. Phải có visa. Vậy thì cách xin visa Nhật như thế nào? Dễ lắm bạn. Dịch vụ là ai rảnh đâu ra. Ồ bây giờ bạn ngồi xin visa Nhật làm sao? Thôi bỏ 5 triệu đi cho dịch vụ nó làm đi ông nội. Mày không có 5 triệu nữa mày đâu đi du lịch. Đúng không? Hợp lý không? Ok. Thì dịch vụ làm sao kệ mụ nó nha. Nhưng mà cái điều kiện mình để xin visa Nhật dễ lắm. Bạn đi tour hay bạn đi tự túc. Thí dụ bạn đi cái gì á chăng nữa, nhưng mà cái visa Nhật nó quan trọng nhất là bạn phải có tiền. Điều kiện căn bản. Bỏ vô 200 triệu gửi sổ tiết kiệm. Cầm sổ tiết kiệm đó đưa cho dịch vụ, nó làm ra cái visa. Mấy cái tem ở trên đầu nó là ở chỗ mà đi tới nước người ta ngày nào giờ nào nó ghi lại đó nha các bạn. Vậy thì cái visa nó khác hộ chiếu chỗ nào? Các bạn thường hay nhầm lẫn cái khái niệm. Đúng không? Cái hộ chiếu á là cái chứng từ, cái giấy tờ do cái quốc gia của bạn cấp. Còn cái visa đó là cái giấy thông hành do quốc gia bạn đến cấp. Đến. Đó. Đến cấp. Thì cầm cái hộ chiếu này đi Đông Nam Á được thôi nha. Tao đi Đông Nam Á thôi, đi nước khác phải xin visa. Còn visa khó hay dễ là tùy nước. Mà Nhật là một trong những nước visa tương đối khó. Tương đối thôi, medium thôi. Medium thôi, Trung Quốc dễ ha. Bởi vậy bạn thấy đi tour Tàu ta đi nhiều lắm. Đi tour Nhật nó tự nhiên nó gãy đạn hết rồi. Biết sao gãy đạn không? Có chứng minh tiết kiệm đi. Chứng minh tiết kiệm đang chi vậy? Chứng tỏ là mình không có cùi á. Mình đi qua nước người ta mà cùi quá nó không cho đi bạn ơi.
đi qua nước người ta phá này nọ rồi trốn ở lại lao động chui rồi tụi bậy bạ sinh ra tệ nạn rồi mốt đuổi về mệt lắm. Nó là vậy đó nha. Muốn coi tiền Nhật không? Thì mình đi qua Nhật phải có tiền Nhật chứ, không có tiền Nhật sao đi ba? Ê, chỉ cách đổi tiền không? Chỉ cho. Này bí mật nha. Muốn coi tiền Nhật chút cho coi. Thì mình đi qua nước người ta phải chuẩn bị tiền, chuẩn bị thẻ visa. Cái thẻ visa chứ phải cái giấy visa nó khác. Cái giấy visa là cái này nè, còn cái thẻ visa là cái thẻ mà có tiền trong đó đi qua ngoại bệnh nước ngoài quẹt để xài. Thì khi mà các bạn đi qua Nhật á, bay 7 tiếng, 7 tiếng 6 tiếng ta, nói chung cũng cỡ đó đó. Các bạn đi Nhật á, vào cái thời điểm này là không có đúng. Mà các bạn phải đi vào thời điểm mùa hoa xuân xíu đó, cái mùa hoa anh đào á. Trời đất ơi, lúc đó là tôi lịch Nhật nó hot lắm bạn. Nó kêu là hoa Sakura. Thì nước Nhật là một đất nước ngày xưa đó nó khá là khép kín mà. Nó chỉ đi quýnh lộn mà nó cởi mở thôi. Chứ còn trong giao thương này nó khá khép kín. Nó khép kín tới nỗi mà lúc đó là phương Tây cầm súng tới đứng trước cái cảng nhà nó bắn. Ê mày mở cửa ra buôn bán không mày? Không buôn bán bố bắn. Đó, lúc đó là Nhật nó mới chịu mở cửa đó. Đó. Và cái con người của Nhật á, dân trí rất là cao, ý thức rất là cao, xã hội Nhật rất là văn minh đấy. Wow. Nói một câu vậy nè, đi qua Nhật không chê được cái gì hết trơn, trời ơi. Má anh tìm một cái để anh chê mà không có. Chỉ có một cái chê là ăn hải sản của nó, bữa đó Di ăn trúng cua nào rồi ngang nó làm nhắc à. Ăn ngon, thì có đó là chắc tại bên bển nó ăn vậy. Chứ còn Nhật khi mà em đi qua bên nước đó, đầu tiên ấn tượng xuống cái sân bay nhà nó rất là gọi là nó văn minh, nó lịch sự nè. Cỡ như mấy thằng Thái Lan cốc ké Singapore đi ngủ. Ăn Singapore đi vô gặp hải quan chùm dần nhìn mặt ghét. Nhưng mà qua Nhật cái trời đất ơi, hải quan của Nhật, an ninh của Nhật rất là polite, rất là dễ thương. Có người hướng dẫn luôn, nhập cảnh là phải điền tờ giấy nhập cảnh vô, mày có mang thuốc, mang thang gì không chứ trời. Nhập điền kịch vô một phát, một tới gặp hải quan, trời đất ơi nói chuyện rất là friendly, mấy em dễ thương lắm, mình ấn tượng rồi. Ta qua mình, ta còn tầm chào mình nữa. Trời đất ơi, đi sân bay mà nhập cảnh vô nước người ta hiếm bằng nào chào lắm nha. Không có chào đâu ba, mặt nó lạnh như tiền. Nhìn kinh lắm, nhưng mà này chào một cái vui vẻ lắm. Đi qua bên tới bển á, mình thấy người già đó. Người già người ta lao động rất là nhiều mà. Bởi vì người Nhật người ta khỏe mà sống dài lắm. Sống bao dài luôn á, chứ không mạnh như mấy ông già nhà mình. Tối ngày sáng ra quýnh cờ, tối vô không thể diêm còn tập nữa, đừng nói thật sự luôn á. Ăn mà nhậu hoài. Nhật thì nó cũng nhậu thôi, nhưng mà nó nhậu văn minh hơn mình. Nó vô nó nhậu, nó uống 2-3 ly cọc rồi nó về thôi à. Chứ không có nhậu mà kiểu say xỉn này nọ kia. Ê làm video này có nào bị chúng ghét mày? Tự nhiên giống nó tao cuồng Nhật quá ta. Ê không, anh hứa luôn á, anh không muốn cuồng Nhật. Anh có sao đó vậy à. Mà cái xã hội Việt Nam mình á, 100 năm sau biết bằng Nhật bây giờ chưa nữa, nói thiệt luôn á. Mình bằng nó không phải là mình bằng cái building, không phải bằng cái nhà, cái cửa, mà mình bằng nó về mức sống, mình bằng nó về dân trí. Đó, Nhật á là số 1 châu Á rồi. Em kiếm người G7 đi, con nào đâu có Nhật châu Á thôi. Nó số 1 châu Á, nó về GDP của nó hơn 4.000 tỷ. Hơn 4.000 tỷ, thằng Hàn Quốc có 1.500 tỷ thôi. Đó, Hàn Quốc nó chịu ảnh hưởng của Nhật rất là nhiều. Nhật là đại ca châu Á đó. Nhật mức sống rất cao. Một cái thành phố Tokyo của Nhật, nó 30 triệu dân. Ghê chưa? Mà nó sạch, trời nó có sạch kinh khủng sạch luôn á. Nó sạch lắm. Đi qua bên nó chỉ có một cái là dây điện trên trời có thôi. Cái đó nó thiệt, vô trong mấy cái hẻm dây điện trên trời có. Còn đường phố của nó này nọ nó sạch, mà con người nó đi vậy nè, nó không thèm nhìn mày luôn. Tao đi công chuyện. Đó, xong rồi đi gì vậy? Tự nhiên né được bạn. Con kia đi ngược chiều né được luôn. Wow. Hay lắm. Vậy hỏi Nhật có kẹt xe không? Cũng có nhưng mà không có nghiêm trọng. Tại sao chúng ta nên đi Nhật và tại sao chúng ta cái cách xin visa Nhật như thế nào? Dạ. Nên đi Nhật tại vì Nhật nó đẳng cấp mà nó đi được, nó dễ đi. Nhật dễ đi hơn châu Âu nha các bạn. Các bạn đi được châu Âu là các bạn VIP rồi. Wow. Bạn đi được châu Âu là các bạn VIP rồi. Đi Nhật là cũng khá VIP rồi đó. Bây giờ mình đi một cái quốc gia nào nó phải giá trị thương mại, nó làm cho cái bát bo mình nó mạnh lên nè. Mới nói bạn gì, đúng không? Bát bo Việt Nam cái xèo à. Giờ bạn đi mấy nước trong Đông Nam Á, thế giới nó coi như bạn không đi vậy đó. Thiệt. Thì bạn cần, ví dụ như bạn muốn cái bát bo của bạn mạnh lên, thì bạn cần phải đi những nước vậy nó mới mạnh được. Tại vì sao nó suy nghĩ rằng Nhật đã cho mày vô rồi đó, thì tao sẽ cho mày vô. Hiểu không? Cái visa bạn đi Nhật đó là để làm chi? Cái điều kiện để sau này bạn đi châu Âu. Chứ nếu mà cái trường hợp bạn chưa đi Nhật và bạn đi châu Âu, khả năng rớt visa cao lắm. Mà sao cái vụ mà xe container nữa. Tôi nói thiệt các bạn, sao container mà con đường đi vô châu Âu nó mù mờ luôn. Có tiền cho chắc đi được nữa, thật sự. Bạn nên nhớ đồng tiền chứ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ.
bạn đi xin phỏng vấn bạn cầm bia bạn cầm đồng tiền cho bạn chọi mặt nó bằng rất như thường. Tiền đâu mày có? Tiền đâu mà tiền mà trúng số mà, tiền mà trúng số thì mày cũng cù bắp thôi. Nó nói gì đó, thứ cái mức điểm của người ta là nó thể hiện không phải là nằm ở đồng tiền không, mà nó nằm ở cái cách con người ta sống như thế nào trong xã hội. Mày làm mày thuộc tầng lớp nào, mày làm nghề gì, tri thức của mày nhiêu đó, mày đi những đâu. Ví dụ như cái visa này, cái hộ chiếu này của tôi nè, ví dụ mà tôi đi qua Singapore tôi ăn trộm một cái mà học đi là khỏi đi đâu hết, đúng không? Tự nhiên mày đi Singapore mày ăn trộm, xin visa Nhật rất chắc luôn, nó đưa lên máy quét cái nó thấy àn gì quỷ ăn trộm bên Singapore, thôi về đi con, không có cửa vô. Thằng Nhật ngày xưa vô rất khó nhưng mà bây giờ vô dễ hơn. Tại sao? Tại vì giờ nó nghèo rồi, nghèo rồi, nó nghèo là nghèo so với nó ngày xưa thôi nha, chứ không phải nó nghèo so với Việt Nam nha ông nội. Đó, ngày xưa Nhật nó rất chảnh, nó không bao giờ nó phát triển du lịch đâu bạn, không bao giờ, never. Còn bây giờ á, kinh tế xuống một xíu rồi, phá sản sáp Toshiba này nó rụng nụ rồi, nên giờ thôi du lịch kiếm thêm. Cái du lịch của Nhật Bản đó, nó giúp giải quyết được cho cái lượng lao động, cho cái lượng lao động người già đó, tại vì hưu á, kiếm thêm em, đúng không, kiếm thêm. Trời đất ơi, người già Nhật ta làm bảo vệ, đi rửa xe này nói mấy cái nghề đó nó nhiều lắm, coi trong mấy cái trại dâu này nó nhiều lắm. Nên bây giờ là cái visa Nhật tương đó là dễ xin, miễn là các bạn đừng có tiền án tiền sự này nọ, có tiền đó thì bạn đi theo tour. Đi theo tour dễ đi nha, đi cá nhân khó hơn à. Tại sao đi theo tour dễ hơn? Tại đi theo tour có cái tour bảo kê, có cái tour bảo kê, hiểu không? Đó là kêu là visa đòn. Còn mà đi cá nhân à, mày đi cá nhân mày trốn bển, mày lao động chui phải không? Trời, nó nhìn bạn là nó nghi nghi liền, tưởng khôn lắm bạn ơi. Nhìn bạn là thấy thằng này nguy cơ là qua bên đó mẹ đua đầu lao động chui là cái chắc, đúng không? Thế giới này nó ghét nhất là phạm pháp, mà nó ghét nhất người nước ngoài phạm pháp, cho bản thân người Việt Nam mình vậy thôi, đúng không? Mình thấy người nước ngoài vô Việt Nam mình chơi mà phạm pháp là mình thấy nóng máu rồi đó. Giống như mấy anh Trung Quốc qua Việt Nam quýnh bài này nọ, rồi ma túy này nọ kia là ứa gan rồi, đúng không? Thì nước ngoài nó cũng vậy thôi à. Mình đi qua nước người ta mà làm cái điều phạm pháp thì không ai welcome hết. Đó, mình đi qua nước người ta thì phải nhìn nhận tích cực về nước người ta, mình xài tiền cho nước người ta. Có mấy thằng đi qua nước người ta chỉ mấy quay đi kiếm phốt nó bóc không à. Mấy thằng đó vô, mấy thằng đó mà mai mốt mà nhiều khi Nhật nó khó lên, nó siết visa một cái là bạn khỏi đi. Nó thiệt mà nghiêm túc luôn các bạn, không phải giỡn đâu. Những cái vấn đề ngoại giao, những vấn đề mình đi ra nước ngoài là mình đại diện cho người Việt Nam. Nó cách sống mình phải chấp. Đó, mình sống phải đàng hoàng để người ta welcome mình, để người ta không có kỳ thị Việt Nam. Wow. Khi mà bạn đặt chân nước ngoài hả, đi ăn buffet, nó ghi tờ giấy tiếng Việt to như cái nồi vậy nè. Ăn nhiều lấy nhiều, ăn không hết tào phạt. Ủa sao nó ghi tiếng Anh, nó ghi tiếng Việt ta? Hiểu nói gì không? Ý nói mày ngu á, ý nói mày không biết tiếng Anh á, ý mày nói mày qua mày nước người ta mày ăn mày bốc như quỷ vậy đó, nó ghi tiếng Việt luôn. Xong rồi thêm hàng khuyến mãi tiếng Tàu nữa. Ủa ông nội Tàu cũng y như ông nội Việt Nam vậy, đi qua nước người ta phá không à. Xì sao, ồn thấy một nội luôn à. Sao, trời đất ơi, mà thôi các em á. Bữa nào tụi em đi Thái Lan thử đi, đi ăn buffet buổi trưa. Mày phải chọn cách nha, một đi sớm, hai đi trễ, đi chung với Tàu mệt lắm. Nó đông quá ông ơi. Ví dụ như bạn đi theo đoàn, đi đoàn mình chừng 20 người, Tàu bèo nhất phải 200 người. Vô nó nói là khỏi nghèo luôn. Đơn giản thôi, dân số Tàu gấp nhiêu, gấp 14 lần dân số Việt Nam, đúng không? Đúng chưa? Thì một người Việt Nam du lịch bằng 14 người Tàu du lịch là chuyện bình thường. Nên là Tàu tràn khắp thế giới luôn. Đó. Nhưng mà ví dụ như bạn đi cái nước càng sang á, thì gặp Tàu nó cũng sang theo. Bạn đi cái nước cùi, bạn gặp Tàu cùi. Bởi vậy á, cả thế giới đã sợ Trung Quốc, sợ lắm. Nhiều nước nó mở cửa ra, đúng không? Xong rồi khách du lịch qua tràn qua phá rồi lùm nè, xả rác rồi tệ ăn rồi tệ nạn này nọ, tour không đồng rồi nó nhức nhói cái đầu lắm, nhức nhói lắm. Nên bạn đi qua Nhật mà sẽ đỡ. Còn các bạn đi du lịch rẻ tiền mấy chỗ châu Á này, mấy Đông Nam Á này, mấy Thái Lan mà Mã Lai rồi Philippines đồ, Bali đồ, thôi nó cũng chả rẻ được bao nhiêu. Giờ Nhật đó, tour Nhật rẻ lắm bạn, 60 triệu tour, 60 triệu một tour. Nhưng mà tôi khuyên bạn nè, lần đầu tiên mà đi nước qua nước người ta, nếu mà không vì mục đích kinh doanh thì bạn nên đi theo tour, nó an toàn cho bạn, nó an toàn á. Chứ nói chứ nước nào đó có mặt trái của nó nha. Đi qua Nhật này nọ kia, bạn thấy Nhật nổi tiếng gì? Không biết gì á, thư ký gầm bàn, tự nhiên nó ngồi làm bàn à. Thấy chưa? Nổi tiếng đó lắm. Rồi xong rồi biết Nhật không, mafia cũng hơi bị ác chứ mà giỡn đâu.
giờ mafia Nhật ở đâu ra nói cho nghe luôn nè. Nhớ hồi xưa thờ lãnh chúa không? Thờ lãnh chúa này nọ tùm lum la đó, giờ hết thời đó thì hậu vệ của thời đó là mafia. Wow. Chỉ bình thường thôi. Nên cái vấn đề an ninh là một trong vấn đề quan trọng khi mình đi qua nước người ta. Mà mình cảm thấy thứ nhất mình không bà con bển, thứ hai là mình chỉ là mục đích là mình đi để mình tham quan ngắm cảnh, đi tour. Đi tour là hợp lý. Yes. Tại vì đi tour người ta dẫn bạn đến những cái nơi mà nó là trọng điểm, những cái nơi mà nó là du lịch. Và người ta lo cho bạn an ninh, security các kiểu, lỡ bạn có bị bắt hiếp dâm đó, người ta cứu bạn được. Tất nhiên nước nào cũng có những cái vấn đề của nước đó. Cái chuyện phố đèn đỏ của Nhật không phải là mặt trái của Nhật mà nó là Nhật nha các bạn. Vấn đề đó gì sẽ phân tích sau trong những video khác. Còn video ngày hôm nay là chỉ quảng cáo cho tour Nhật, không biết nó trả tiền. Hứa là nó gì rồi, quảng cáo nó tốt tour em đi đúng không? Tết bán ế. Một cái sọ Nhật nó y như châu Âu, không khác gì. Thậm chí nó có những nét nó còn hơn châu Âu nữa. Thí dụ bạn Hoàng Ý đi, Ý sao bằng Nhật? Ý không bao giờ bằng Nhật được. Nó hơn được Nhật một chỗ là nó có võ đài giác đấu nha. Đó, nó có được mấy cái đó. Nó có mấy được cái cổng, có được Vatican, có được những nhà thờ khủng này nọ thì cái đó hơn Nhật. Nhưng mà về xã hội Ý thì giờ nó thua Nhật rồi. Nhật nó sạch, nó nhanh, xã hội nó công nghiệp. Qua bên đó là mình cảm thấy mình lẻ loi lắm. Mà Nhật nó rất là tự tôn dân tộc nó nha. Nó không bao giờ nó xài tiếng Anh đâu. Ôi, đi vô sân bay kiếm tiếng Anh cũng có nhưng hơi ít đó. Nó xài tiếng Nhật không à. Vậy thì sao, dễ thôi. Trời cơ đi phải cố gắng download cái app Google Dịch về ba. Cái app Google Dịch nó có cái màn quét với màn chụp hình. Thí dụ như vô chai nước ngọt không biết nó bán khỉ gì đúng không. Chụp cái cạch vô, cạch một cái rồi xong dịch ra. À biết này chai nước ngọt chứ không phải chai thuốc từ sâu. Đi du lịch nó kinh nghiệm nó phải vậy thôi. Rồi chờ một chút lấy tiền Nhật cho. Thí dụ mình đi qua nước nào đó thì mình phải có tiền của nước đó chứ, mình mới xài được. Má ơi, tiền nhiều nước quá giờ biết Nhật đâu, chờ chút lựa mấy em. Anh đi nhiều quá anh cứ để dành làm kỷ niệm ra anh đóng nha. Mỗi lần anh đi Mỹ á, cái anh để dành tiền đô. Anh đi qua Nhật thì anh có yên, anh đi qua Thái anh có bạc. Đó. Rồi anh đi qua Singapore anh có đô Singapore, anh đi qua Mã Lai anh có tiền Mã Lai. Thông đóng này coi tiền Nhật. Đây, Nhật đây. Phải không ta? Ừ đúng rồi, có tiếng Nhật nè. Giờ thì thôi kệ mẹ nó đi. Bây giờ Nhật á, thí dụ như tụi em muốn đi á, mà tụi em muốn đổi tiền Nhật á, có nhiều cách đổi lắm, nhưng mà những cái cách phạm pháp đừng đổi nha. Tại vì tiền tệ á, nó chịu sự quản lý của nhà nước rất là nghiêm ngặt. Mà tụi em phạm pháp một cái là tụi em mất 90 triệu nha. Đó, nghe vụ đổi 100 đô mất 90 triệu chưa? 100 đô tờ này nè, đổi ra được có 2 triệu 3 mình phạt 90 triệu luôn. Đó, nên thôi, tiền bạc là phải đổi cho đúng luật. Anh Duy Nguyễn sẽ chỉ tụi em cách đổi đúng luật. Tụi em đi du lịch đúng không? Thì bây giờ là tụi em có passport và tụi em sẽ có visa. Có visa này mới đi được chứ. Không có visa này sao đi được. Mà có visa này chưa chắc đổi được. Đúng không? Tại vì mày có visa thôi mày có đi đâu mày đổi. Thì mày có visa này mày phải có thêm cái vé máy bay nữa. Đó. Còn nếu trong trường hợp mà đi tour thì các em phải có thêm cái giấy xác nhận là đã đặt tour rồi của công ty Viettravel hoặc là Sài Gòn Tourist nó ký nha. Xong rồi cầm cái visa này với cầm cái vé máy bay hoặc là cái xác nhận tour. Đó, để đi tới ngân hàng đổi. Một thằng được 5.000 đô. Đổi 5.000 đô la nha, quy ra tiền Nhật nhiêu đó không biết. Tức là em được mang cái lượng tiền mặt 5.000 đô la. Nó nói thôi chứ còn khi mà đi ngang sân bay thấy có nói xét gì đâu. Chắc mang được 10.000 á. Chắc biết chỉ tới anh nghĩ thôi nha, chứ không phải anh kêu tụi em mang 10.000, nó mang 5.000 được rồi mày ơi. Cái chính mình xài thẻ xài 5 triệu cũng được. Còn tiền để làm chi, để mua nước ngọt rồi đó ba. Tiền mua nước ngọt chứ qua bên Mỹ nó có tiền xu. Ủa lộn, xin lỗi bạn, lộn Mỹ quay đó. Qua bên Nhật nó có tiền xu. Mà khi các bạn đi bên Nhật á thì các bạn phải có tiền xu để bạn mua nước. Cái cây nước nó nằm tùm lum chỗ hết á. Không mua nước, không có tập quá đâu bán ba. Ủa Việt Nam này, ủa sao tự nhiên đi cho hỏi kia. Ủa anh khác nước quá. Sao nãy giờ không thấy bà đó hàng rong lại chào hàng á chân nha anh. Ủa bà đó hàng rong về Việt Nam mua mày. Trời đất ơi, qua bển á. Đút tiền vô này là ngàn yên. Đút vô nó thối bạc, máy nó khôn lắm. Duy đánh giá là cái máy của Nhật nó tốt hơn châu Âu luôn. Duy đi mua nước bên Nhật, Duy cũng sợ Duy mua châu Âu vì nó ăn hết 2 euro luôn. Nó hết hàng gì đó, nó trả tiền bạc. Ngáo thiệt chứ. Ở bên Nhật á, thích cái máy của nó. Phải kể cho chia sẻ mới được, cái máy như cái tủ lạnh vậy đó. Nó để từng cây này nước Aquavina, cái này là Lean Body. Cái này là Olive. Đúng không, cái này nữa là bánh protein. Đó, xong để giá dưới, mình nhấn vô giá cái kịch một cái. Mà với điều kiện phải bỏ tiền vô nha. Đó, bỏ tiền vô. Bỏ tiền cái rọc vô. Rồi xong, chạy tiền chạy vô, nó quét, nó biết tiền nhiều. Nhấn cái kịch một cái, rồi nó rớt cái chai đó ra, lụm uống xong thối tiền lại. Rất an toàn, rất tiện lợi.
cái cây đó nó nằm ở ở everywhere luôn, bạn có xài everywhere luôn, trong khách sạn cũng có, đúng không, trong trung tâm thương mại cũng có, ngoài đường phố cũng có, trong ga tàu điện ngầm cũng có. Wow. Đó, nói bên Nhật là cái gì, là thành phố đi bộ mà. Bạn đi bộ đi, bạn đã lắm, cái vỉa hè nó bự, trời nó bự như cái đường vậy đó, có những cái con đường toàn đi bộ không nha. Còn dân của tụi nó đi cho tàu điện ngầm ở dưới đất á, trong tàu điện ngầm nó nhìn nó như một thế giới vậy bạn. Nhìn nó thật sự Việt Nam cũng chừng nào mới có, nhìn không biết, nhìn nó đã, nó nói chung là mình qua bên đó đó mình phải có chút xíu kiến thức để mình thích nghi. Rồi nó là cái vụ đổi 5.000 nha. Ê, tiền Nhật tao cũng còn nhiều lắm á mày, tiền Nhật của anh giờ chắc cũng phải có 100 triệu chứ mất đâu ạ. Nè, nó mà nhiều mảnh giá lắm em, cái tờ lớn nhất của nó là 10.000 yên, anh đi đâu bệnh quên giá tiền đó mày. Nó thiệt sự anh, tao qua Nhật tao biết xài tiền luôn á, anh nói không phải chảnh mà thật sự á, cái tiền tệ nhất đầu đó bạn. Bây giờ mình đi qua nước người ta mà là du khách mà, mình đâu phải là cái người ở bên nước người ta đâu. Giống như bây giờ trong trường hợp mà anh Di đi mua hàng, anh Di không biết tiền thì sao, anh Di không biết tiền thì anh Di làm gì nè, đọc tiêu rồi ta. Nhớ tiền Nhật anh còn nhiều lắm, sao giờ toàn tiền đô không vậy, đô đô la Hồng Kông, đô Úc tù lơ vậy, có khi nào để nhà mấy đứa nhỏ lấy sao nó xích nhiều không trời. Thiệt đó, nó không biết tiền là gì đâu. Tao nhớ tao lúc mà đi anh cất là bèo nhất là phải có 10.000 yên, là phải mười mấy tờ á, anh chỉ nhớ mang máng cái 10.000 yên là 2 triệu mấy thôi, tại vì anh thích giữ tiền mảnh giá lớn lắm. Ở cái tờ này coi vậy chứ ghê lắm em, cái tờ này tờ euro nha. Ủa cái tờ này vậy chứ mà đổi ra là gần 3 triệu đó. Wow. Ôi, tờ này ghê lắm á, tờ này thì bèo thôi, tờ này có 2 triệu 2 triệu 3 thôi, mà tờ euro bự hơn. Wow. Tờ euro bự hơn, cái tờ Úc cũng ghê nữa, còn mấy cái tờ này đẹp đẹp chứ đẹp bèo. Cái tờ này chắc được chừng 3-7 ngàn để tiền sinh có đủ nữa. Ủa euro tờ tiền bự là 200 euro luôn hả trời. Ủa cái tờ này 100 euro, tưởng nó lớn, là tờ này 200 euro nội mẹ ơi, 200 euro là nhiêu, 5 triệu mấy luôn, đi massage boy ra đây chắc đủ rồi mấy nè. Thôi mệt quá không kiếm nữa, bây giờ đại loại lần vậy đi, thí dụ như giờ á anh đi mua hàng, anh vô trong cái chỗ đó nó bán nhiều món, anh mua, xong anh cầm cái bao ra anh đưa tới quầy cashier đó, cashier là quầy thu ngân, xong cái nó đưa nó lên cái bill, xong cái anh đưa nó cái bill, xong anh đưa nó tiền nè. Mày lấy gì mà lấy đi, mày lấy gì mà lấy đi, xong cái nó ngồi nó tính lấy này chữ này thói này, đó là xong. Các bạn hỏi ủa sao gì không sợ nó lừa hả, Nhật mà lừa gì ba, đâu có Nhật mà làm như Việt Nam vậy lừa. Tao nói thiệt luôn á, Nhật nó không có lừa, cái con người Nhật nó danh dự nó cao lắm em, con người ta sống nó phải là danh dự, nó lừa mày làm gì. Mày biết thu nhập bình quân đầu người của nó nhiêu không, gần 50.000 đô một người một năm. Wow. Việt Nam nhiêu, 2.5, nghĩ sao nó lừa, không bao giờ nó lừa cái đó đâu. Nên em đi qua du lịch những nước như vậy em rất là yên tâm, em rất là yên tâm, không bao giờ mà có cái màn lừa vặt đó, em cứ đưa đi. Tiền đó mà tiền xu, tiền sen, tiền tùm lum la hết một phức tạp lắm, đưa nó ăn vậy. Rồi đưa nè, thôi lấy luôn đi, nhanh lẹ gọn nhẹ, tự thú trước bình minh là bảo đảm giao dịch thành công. Mà nó còn Thanh Kiều mày nữa, mà nó nói tiếng Nhật không, nó không có nói tiếng Anh nha, nhân viên của nó cực kỳ kém tiếng Anh, tại vì đối với nó tại sao phải học tiếng Anh. Tiếng Anh á đối với Nhật á nó chỉ là giao tiếp thôi, thí dụ như cái bộ phận nào nó làm việc với người Mỹ thì nó nói tiếng Anh thôi, còn dân của nó cóc cần nói. Ủa tao tiếng Nhật thôi, vừa lên trên bảng hiệu nó Nhật cả đống, nó không Nhật không. Giờ nó tóm lại, tiền nước nào phải xài tiền nước đó, không có xài tiền bậy được. Bạn đừng có tưởng đồng đô la của bạn là mạnh nha, đồng đô la đó nó chỉ mạnh ở nước Mỹ thôi ba, và nó là đồng tiền giao dịch thế giới thôi, và đồng đô la được xài ở ngoài sân bay, xài ở ngoài sân bay chứ cái đồng đô la đem qua Nhật nó không xài nha, đồng đô la đem qua không nước nào xài đó, nó không xài đó. Bạn có đồng đô la đừng tưởng mạnh, cái đồng đô la đó bạn phải tới những cái chỗ currency exchange, nói tiếng Anh vậy đó, currency exchange tức là đổi tiền, thì cái đồng đô la của bạn phải đổi qua cái tiền của nước sở tại nó mới lấy. Không bao giờ lấy đồng đô la mà đi mua chai nước còn trả đô la nó dứt luôn đó. Nên nhớ như vậy. Nhưng mà đồng đô la là đồng quốc tế, thì Duy đi du lịch nước ngoài Duy vẫn mang theo đồng đô la, ví dụ mang 5.000 đô cộng với 5.000 này là 10.000, cất hai chỗ ví dụ vậy. Đi ra sân bay Dubai lấy đô la ra hù nó chơi nó chứ, sân bay thì nó chơi đô la được, nhưng mà đi vô nước người ta không có chơi đô la đó. Bởi vậy khi bạn du lịch bạn phải chuẩn bị tiền mệnh giá, tiền quốc gia của người ta để mình xài những cái giao dịch nhỏ lẻ, và cái thẻ visa quan trọng nhất. Mà điều kiện trong cái thẻ nó phải có tiền nha ba, cái thẻ nó phải có tiền đó. Mà khi mà bạn đi qua nước người ta bạn xài càng nhiều tiền thì cái này của bạn càng mạnh, cái này của bạn càng mạnh đó. Đi qua Thái lượm cái nhẫn chừng 200 triệu, mốt qua Thái nữa chắc thành khách VIP luôn. Tại vì khi mà bạn du lịch á, bạn đi qua nước người ta, bạn trả tiền thì nó lấy cái hộ chiếu bạn, nó lấy cái số hộ chiếu bạn, cái kịch.
đó, để nó lưu vô cái lịch sử này nọ kia, mày xài được nhiêu tiền nước tao hay là ABC mua cái gì để mình tạo được cái điểm cao cho mình. Mình có cái điểm cao rồi mình làm gì cũng dễ hết đó. Đó. Nên bạn khi mà đi du lịch bạn nghĩ tới Nhật đi, tôi khuyên thật luôn. Hoặc là Hàn Quốc, nhưng mà Hàn Quốc chắc không bằng Nhật đâu. Nên đi Nhật đi, tại vì Nhật là cái cửa ngõ đi vô châu Âu. Đó, đi Nhật để mình khẳng định được cái vị thế của mình là à, Nhật nó chơi với tao rồi đó. Thì châu Âu phải chơi với tao, mà châu Âu chơi với tao thì Mỹ với Canada mới chơi với tao. Nhớ, hộ chiếu của Mỹ mạnh nhất hành tinh, hộ chiếu đại bàng. Trừ đại bàng đi bộ thôi, nhưng đại bàng phải đi máy bay nha. Bà thấy cái hộ chiếu của Mỹ đó, nó ghê lắm bạn, hình đại bàng nhìn nó rất quyền lực. Đi không cần xin visa đâu, còn Việt Nam mình phải xin visa. Mà mình phải làm từ từ cho cái hộ chiếu mình mạnh lên bằng cách mình đi qua nhiều nước. Và mình đi qua nhiều nước, mình phải để lại dấu ấn ở nước người ta một cách tích cực. Chứ không phải để dấu ấn tiêu cực của nước người ta chết luôn nha ba. À, anh khuyên các bạn thật, cuộc sống các bạn trẻ thì các bạn phải xây dựng hình ảnh, phải xây dựng thương hiệu. Đó. Ngày hôm nay tôi có thể cùi, nhưng mà 10 năm sau tôi không cùi được nữa. Một người đó thành công hay không thành công, VIP hay không VIP, không phải là trong tay bạn có nhiêu tiền, mà là cái hộ chiếu bạn có bao nhiêu mộc. Đó. Hộ chiếu bạn có bao nhiêu mộc. Cái này không chia sẻ được, bạn lộ thông tin nha. Nhìn xa xa thấy mộc không? Đó, mộc đỏ đỏ đen đen xanh xanh luôn, quá trời mộc luôn nữa. Đó, mộc nè, visa nè. Đúng không? Đó, visa này, visa Nhật nè. Rồi xong rồi lật tới visa châu Âu nè. Xong rồi tới visa Mỹ nè. Thấy không? Nó còn như đây trang trống đóng dấu nè. Còn ở dưới là nó nùi mà, nùi mộc rồi. Thì cái hộ chiếu bạn đóng hết mộc này rồi thì bạn đổi hộ chiếu thôi. Nhưng mà cái hộ chiếu bạn nó sẽ lưu trữ trên thế giới. Tất cả những nước đi ngang nó quyền nó check cho cái hộ chiếu bạn, nó biết bạn như thế nào. Thì cái đó nó thể hiện con người của bạn là đẳng cấp rồi đó, bạn đi một đống nước là bạn giữ rồi. Không có gì phải ngại cả. Nên có tiền chưa chắc là ngon. Nghe, mà không có tiền chắc chắn là dở. Nói chung nó hơi trừu tượng và hơi hắc não chút xíu. Thì thông qua video này cũng chia sẻ cho các bạn một số cái kiến thức rất là thực tế. Đó, về du lịch. Mà du lịch là mình phải đi những cái nước nào nó có giá trị thương mại. Chứ mình đừng tốn thời gian đi trải nghiệm chi cả. Trải nghiệm già đi rồi đi. Còn bây giờ còn trẻ lo chạy điểm chạy số. Con kia nó rủ anh đi du lịch bên Tây Tạng không vui lắm. Thôi mà đi mình đi mày ơi. Con quá nhà trăm công nghìn việc, nhà bao việc đi du lịch Tây Tạng. Đó. Tại lớn là đi xong được, nhưng mà giờ trẻ là phải trải nghiệm trải số này nọ kia. Nó mình phải đi những cái nước phát triển để mình học hỏi được nhiều cái. Đó, để về mình xây dựng đất nước mình và mình xây dựng gia đình mình, để cho mình bắt kịp với nền văn minh của nhân loại. Đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì anh Duy sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo về Nhật. Đó, về những cái nước mà Duy đã từng đi qua và những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những khác biệt như thế nào, để cho các bạn có một cái nhìn nó rộng rãi hơn về thế giới quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.